Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Tuần trước mình đã gửi đến các bạn buổi xuống công đoàn kết men ca 150 lên đến cả ngàn cây. Thì hôm nay buổi xuống công đã hoàn tất, trời đã sập tối. Các bạn hãy theo chân mình lên đường vận chuyển đàn về showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và kho hàng của công ty nhé. Tụi mình đang có mặt tại cầu Sài Gòn hướng về trung tâm thành phố. Phía bên trái là Landmark 81 và những tòa nhà cao cấp tràn ngập màu sắc. Đường đông xe cộ quá các bạn ơi. Mọi người đang hối hả về với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Team đã về đến showroom tiến hành đem đàn vào thôi. Dù đã là cuối ngày nhưng team vẫn hăng say làm việc để đem đến những video thú vị dành cho các bạn. Vì số lượng đàn rất nhiều, trong kho hàng không chứa hết nên đành phải để tạm ở showroom một ít chờ phục vụ đại lý và khách hàng thân yêu. Đàn có khối lượng nhẹ nên một lần bạn có thể khiêng 2 đến 3 cây vô cùng dễ dàng. Đàn được chất thành chồng cao, ngay ngắn và không chiếm diện tích. Đội ngũ nhân viên chuẩn bị đàn với niềm vui mong muốn được phục vụ các bạn những cây organ chất lượng nhất. Mời anh em tìm hiểu thêm những lý do nên chọn K150 nhé. Đầu tiên chính là quà tặng hấp dẫn. Khi mua K150 các bạn sẽ được tặng chân đàn và bao đàn. Còn về chức năng thì sao? Màn hình LCD trên đàn hiển thị rõ nét các chức năng, bàn phím cảm ứng lực đánh, nhiều chức năng phục vụ việc học của bạn như là metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, gazebo tăng giảm tông, thư viện âm nhạc đa dạng với 300 voice, 300 âm sắc và 40 bản nhạc demo, kết nối USB để người chơi luyện tập dễ dàng. Hãy xem qua chế độ bảo hành với K150 nhé. Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vì đã được sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng nên tụi mình xin gửi đến các bạn một số hình ảnh mà team đã mang kết men K150 đến tận nhà các khách hàng thân thiết. Ngoài ra còn có sự tin tưởng của các đại lý cũng như trường học trên mọi miền đất nước. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.